quay không chào. Quay mình phải nói chị ơi. Nói cái tiếp cái anh em nghe. Cứ cho chào chị em bán em trang hoàng viên xăm tại Tết chị. Mệt mỏi quá. Quá không? Nếu mà phải dầu quá thì em đổ sữa rửa mặt.
Ngồi trong nhà vệ sinh cắt luôn đi cho nó đậu. Tội nghiệp con bé. Ít cười. Ôi kìa, nó cười, nó rung cái điện thoại kìa. Gì bị nghiệp hả? Ê, đang quay video nha. Hạnh làm đi. À, chị sẽ thông báo trên trang nha mọi người. Thì mọi người lên trên trang Hana Spa Clinic đó, trên Facebook đó, xong rồi theo dõi đi. Chị sẽ thông báo trên trang là cái tay chị có làm hay không nha mọi người. Ok nha. Đây tới tay còn mấy ngày nữa. Ủa tới tay rồi thứ mấy à? Thứ bảy. Ủa thứ bảy hả? Thôi làm tới tay đi, qua tới tay đi mọi người. Làm tới tay đi. Chứ không thì chủ nhật làm thế mẹ luôn. Thì thường bên chị là sẽ không có ý là đặc biệt thì đặc biệt có những cái
Điều chỉnh là mất bao nhiêu phút vậy hả? Tầm khoảng hơn một tiếng đồng hồ. Nhưng nếu mà một ít thì tầm trong một tiếng và một ngày đó thì giãn giãn một chút xíu nữa. Nó sẽ lâu lâu hơn chút xíu, tùy là cái mật độ mụn của em bao nhiêu nữa. Tùy là mật độ mụn của em bao nhiêu nữa. Nếu mà thường là rửa mặt tầm 10 phút, lấy mụn tầm 30 phút. Còn mấy cái mà đắp mặt nạ 20 phút, chạy 1 phút, rồi đứng 3 phút. Thật luôn á. Tôi xuống nhà cho đỡ càng quay video nhiều thì bông sẽ càng tốn nhiều. Mát mát không? Chị. Thấy nó mát mát cái tai không?
Thank you.
cái gì vậy trời. Mình nói chuyện một mình mà giống như kiểu bạn chửi nhau với ai dưới luôn vậy. Em đi lần này là xong rồi, em đi về quê luôn đúng không? Qua được không? Ngày 10 cũng vậy. Ngày 10 mới về hả?
mà chặt tay xuống một phát này, ụp mặt vào mặt khách chứ. Cười chết luôn á. Thử Oppo coi có cười không? Tưởng tượng là thấy mùi rồi. Đúng rồi, mình phải cười cho nỗi đau người khác mới vui chứ. Không có tội miếng nào luôn á. Trời ok này, này. Quá thật đấy. Hả? Thật đồng quá thật.